Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, có rất nhiều điều tôi muốn làm khi đến Việt Nam. Chúng tôi vẫn luôn muốn đến đây để trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Tin vui, chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam nằm trong 3 nước tăng cao nhất thế giới. Khách quốc tế yêu mến Việt Nam từ lần đến đầu tiên vì cảnh quan, sự mến khách và đặc biệt là sự thân thiện, nụ cười người Việt. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Quý khán giả thân mến, sau 2 năm gần như đóng băng hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc khi chính phủ cho phép mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Du lịch đóng góp một phần không nhỏ vào GDP cả nước và trong thời gian qua, du lịch trong nước đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho toàn ngành. Một niềm vui đến với Việt Nam khi ngành du lịch của nước ta liên tục được đánh giá cao và nhanh chóng lọt top 3 nước có chỉ số năng lực phát triển du lịch cao nhất thế giới. Khách quốc tế yêu mến Việt Nam từ lần đến đầu tiên vì cảnh quan, sự mến khách và đặc biệt là sự thân thiện, nụ cười của người Việt. Theo Trung tâm Thông tin của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong báo cáo mới nhất ngày 24 tháng 5 năm 2022, của Diễn đàn Kinh tế Thế giới World Economic Forum, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất thế giới. Từ năm 2007, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xây dựng báo cáo đầu tiên về chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu. Trong 15 năm qua, báo cáo này thực sự trở thành một thước đo uy tín hàng đầu trong ngành du lịch thế giới. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, những thiệt hại nặng nề của ngành du lịch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận vấn đề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tổ chức này từ chỗ đánh giá xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh, giờ đây chuyển sang chỉ số năng lực phát triển. Tư tưởng này được thể hiện rất rõ trong chủ đề của báo cáo năm 2021. Tái thiết vì một tương lai bền vững và kiên cường hơn. Bộ chỉ số năng lực phát triển du lịch gồm 5 nhóm với 17 chỉ số trụ cột và 112 chỉ số thành phần được thiết lập tập trung nhiều hơn vào đánh giá vai trò của ngành du lịch trong một môi trường kinh tế xã hội rộng mở hơn. Một số nhóm chỉ số mới so với trước đây được bổ sung như tài nguyên phi giải trí, sự bền vững về kinh tế xã hội, sức ép và tác động của nhu cầu du lịch. Theo đó, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá Việt Nam là quốc gia có mức tăng điểm số về năng lực phát triển cao nhất thế giới, tăng 4,7%, tăng 8 bậc so với năm 2019. Sau khi mở cửa trở lại, ngành du lịch Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi và phát triển khá tốt. Cùng với Việt Nam, Indonesia tăng 12 bậc và Ả Rập Xê Út tăng 10 bậc là 3 quốc gia có chỉ số năng lực phát triển du lịch tăng hạng cao nhất. Một số điểm đến nổi tiếng ở Đông Nam Á không có kết quả tốt. Thái Lan giảm 1 bậc, xếp thứ 36. Malaysia giảm 9 bậc, xếp thứ 38. Philippines giảm 2 bậc, xếp thứ 75. Trải qua thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đang từng bước phục hồi để lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian tới bằng những giải pháp hiệu quả, thiết thực trong điều kiện kinh tế bình thường mới. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2021 là năm thứ 2 du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng thiệt hại. Các chỉ tiêu phát triển du lịch tiếp tục giảm mạnh. Thống kê cho thấy, tính chung năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 157,3 nghìn lượt người, giảm 95,9% so với năm trước. Lượng khách du lịch nội địa đạt khoảng 40 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 180.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp lữ hành rơi vào tình trạng khủng hoảng, 90-95% dừng hoạt động, chuyển ngành nghề, đổi mô hình kinh doanh, cắt giảm nhân sự. Tình hình trước đó, ngành du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện mục tiêu kép phục hồi du lịch cả nội địa và quốc tế, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Với du khách trong nước, ngành thực hiện chương trình du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chủ đề du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Nhờ đó, hoạt động du lịch tại các địa phương đã bắt đầu khởi sắc,
du lịch nội địa đang từng bước phục hồi. Trong tháng 3 năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 41,7 nghìn lượt người, tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1 năm 2022, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 91 nghìn lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 82,3 nghìn lượt người, chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2%. Du lịch nội địa cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với lượng khách ước đạt 26,1 triệu lượt người. Tổng thu từ du lịch 3 tháng đầu năm ước đạt 111,2 nghìn tỷ đồng. Hà Nội đón 4 triệu lượt khách, Đà Nẵng đón 1,1 triệu lượt, Lâm Đồng đón 2,2 triệu lượt, Quảng Ninh đón 4,3 triệu lượt, Ninh Bình đón 1,3 triệu lượt, Thanh Hóa đón 3,4 triệu lượt. Alexander, 25 tuổi, người Nga, nói rằng anh đã đến từng phút tới ngày 15 tháng 3 để lên kế hoạch du lịch Việt Nam. Tôi dự định bay tới Hà Nội vào đầu tháng 4 và ở lại Việt Nam khoảng 5 tháng. Trong thời gian này, tôi sẽ đến thăm một số nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Nha Trang và Đà Nẵng. Đặc biệt, muốn đến Vịnh Hạ Long và Banana Hills. Trong khi đó, Leonie Becker, 21 tuổi, đến từ Đức, lại quyết định chọn Việt Nam là điểm đến cuối trong chuyến du lịch suốt một năm từ tháng 3 năm 2021. Từ một đất nước được cô tình cờ lựa chọn để đến sau Thái Lan, Leonie ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và lòng hiếu khách của người Việt. Đặc biệt, cô gái ấn tượng nhất với Hội An và ở đây 3 đêm. Tại Hội An, Leonie cảm thấy vui khi dạo bước trên những con đường vào buổi tối, cảm nhận không khí như từ trăm năm trước. Leonie ấn tượng với cảnh hàng trăm hoa đăng được thả và mặt nước soi bóng đèn chiếu từ bờ, sáng rực sông Hoài. Cô so sánh Hội An lúc này giống trong phim hoạt hình Tangled, Công chúa tóc mây. Bỗng dưng một ước mơ trở thành sự thật. Tôi vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cảnh đẹp này. Tôi như nàng công chúa tóc dài Rapunzel. Còn bạn trai thì chụp ảnh cho tôi trên con thuyền chỉ có hai người. Leonie hạnh phúc khi nhớ lại. Có thể nói, kết quả xếp hạng của ngành du lịch Việt Nam theo hướng tiếp cận mới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã phản ánh những thành tựu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam. Sự thích ứng linh hoạt, an toàn, những nỗ lực không ngừng nghỉ vươn lên, triển khai hoạt động du lịch an toàn, những quyết sách nhằm phục hồi du lịch, mở cửa trở lại toàn bộ du lịch nội địa và quốc tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cũng như những yếu tố bền vững làm điểm tựa cho ngành du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển. Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.